Nguyên tắc 8, nguyên tắc trực giác, cách tư duy của lãnh đạo. Bằng trực giác, lãnh đạo có thể đánh giá mọi điều theo khuynh hướng lãnh đạo của họ. Có một số người ngay từ khi sinh ra đã có một trực giác lãnh đạo siêu phàm, nhưng nhiều người khác thì phải thực hành, trau dồi lâu dài mới có những năng lực ấy. Song bằng bất kể con đường nào thì kết quả cuối cùng cũng là kết quả kết hợp khả năng tự nhiên và những kỹ năng học tập. Linh cảm thể hiện khả năng lãnh đạo của mỗi người, hiểu đơn giản là ai đó có khả năng nắm được những nhân tố vô hình, hiểu về chúng và hành động nhằm hoàn thành mục tiêu lãnh đạo. Trực giác sẽ giúp nhà lãnh đạo nhận biết được cả những yếu tố vô hình trong công tác lãnh đạo. Lãnh đạo là dự báo tình huống trong mọi hoàn cảnh. Họ nắm bắt được tất cả những tình huống mà người khác không thể. Ví dụ như khi tôi còn là mục sư chính ở Skyline, nhà thờ của tôi ở San Diego, tôi thường xuyên phải thực hiện những chuyến đi dài ngày, khoảng 10 đến 14 ngày. Khi trở về, tôi thường đoán ngay được điều gì đang diễn ra ở nhà thờ. Tôi cảm nhận được điều đó sau khoảng 1 giờ hoặc trong thời gian nói chuyện với nhân viên. Tôi theo dõi và phát hiện những gì đang diễn ra dù tôi hay vắng mặt. Lãnh đạo là nắm bắt xu hướng. Tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta cũng giống như những họa tiết trong một bức tranh toàn cảnh. Những nhà lãnh đạo có khả năng từ hiện tại lùi về quá khứ, nhìn thấy không chỉ những nơi họ và những người được họ dẫn dắt trải qua, mà cả những nơi họ sẽ tới trong tương lai. Giống như thế, họ có khả năng ngửi thấy mùi của sự thay đổi trong làn gió. Lãnh đạo là hiểu rõ nguồn lực của bản thân. Khác biệt cơ bản giữa những người thành đạt và những nhà lãnh đạo là cách họ nhìn thấy những nguồn lực. Những cá nhân thành công suy nghĩ về những thứ mà họ có thể làm. Những nhà lãnh đạo thành công ở một góc độ khác nhìn thấy tất cả mọi tình huống trong những khả năng của nguồn lực, như tiền bạc, vật liệu, công nghệ và quan trọng hơn cả là yếu tố con người. Họ không bao giờ quên rằng con người là vốn quý giá nhất mà họ có. Lãnh đạo là hiểu mọi người. Tổng thống Lyndon Johnson có lần đã nói rằng khi bạn bước vào một căn phòng, nếu bạn không thể chỉ ra ai sẽ là người ủng hộ bạn, bạn sẽ là kẻ chống đối bạn, thì bạn không phải là con người của chính trị. Quan niệm đó cũng có thể áp dụng cho nghệ thuật lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo có thể cảm nhận được điều gì đang diễn ra trong mọi người và gần như nhận biết được những hy vọng, sợ hãi và kể cả những mối quan tâm của họ. Lãnh đạo là hiểu được chính mình. Cuối cùng, những nhà lãnh đạo có khả năng hiểu rõ bản thân, những điểm mạnh, kỹ năng, điểm yếu và phát hiện của trí não. Họ nhận ra sự thật mà James Russell Lowell đã nói, không ai có thể làm được một việc lớn nếu người ấy không thật sự quan tâm đến bản thân. Hãy nói bạn là ai, tôi sẽ nói bạn nhìn thấy gì. Làm thế nào mà Squatch Corp có thể thay đổi được tình thế trong một loạt nhiệm vụ khó khăn, hết lần này qua lần khác? Câu trả lời nằm trong nguyên tắc trực giác. Những sĩ quan khác cũng có những kiến thức về quân nhân và nghệ thuật chiến tranh được trau dồi qua đào tạo, và tất cả đều được lĩnh hội chung những nguồn lực về con người cũng như trang thiết bị. Chính vì vậy, nó không phải là câu trả lời. Squatch Corp cũng không cần thiết phải thông minh hơn đồng sự của mình. Những gì ông thực hiện thành công là do ông có trực giác lãnh đạo mạnh mẽ. Con người của bạn sẽ quyết định những gì bạn nhìn thấy. Nếu như bạn đã xem bộ phim The Rick Outdoors, bầu trời rộng lớn, bạn có thể nhớ tới một cảnh có thể minh họa hoàn hảo cho ý tưởng này. Trong bộ phim, John Candy đóng vai Jack, cậu thanh niên đang có kỳ nghỉ cùng với gia đình bên một cái hồ nhỏ trong rừng. Thật bất ngờ, anh trai Roman do Ban Ayroy thủ vai và chị dâu của cậu đến thăm. Roman là một người thâm trầm, hai anh em ngồi trên hành lang, phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, xa tít và những khu rừng thơ mộng. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau.